Hello, xin chào quý vị nhà đầu tư rất vui được gặp mọi người trong buổi review chứng khoán buổi tối ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Finashark Mình là Đạt. Trong ngày hôm nay thì chúng ta có diễn biến gì đáng chú ý ạ? Nếu anh chị chúng ta có theo dõi diễn biến của thị trường rồi theo dõi diễn biến của cổ phiếu thì mình nhìn thấy rằng đấy là thông tin liên quan để ông có khả năng ông Trịnh Văn Quyết bị bắt thì nói chung thông tin đấy là tin đồn thì thì đưa ra vào sáng ngày hôm nay. Thính chắc chính xác thì có những thông, thông tin rồi là tin đồn ở một số bài báo cũng hay là một số Facebook post vân vân thì sau đó thì nhà đầu tư chúng ta vẫn tự hỏi đặt ra vẫn có sự nghi ngờ trong phiên sáng là có thể anh quyết đấy đấy chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi vân vân sau đó thì thông tin ra vào cuối phiên chiều và và xin lỗi vào cuối phiên sáng đầu phiên chiều và rúi xuống tạo ra hai cái đáy nhỏ tại viên 30 index và viên index sau đó thì với viên index đóng cửa mức đấy là cái mức 1483 thì với mức đóng cửa hiện tại của VN30 Index à VNX như vậy thì chúng ta thấy rằng là có khỏe hay là yếu. À, cá nhân mình nhìn thấy rằng mặc dù rằng chỉ số VN Index à, duy trì được cái mức chỉ số phía trên cái mốc đấy là 1480. À, tuy nhiên với những phản ứng của phiên chiều thì mình nhìn thấy rằng là có phần tương đối là yếu nếu chúng ta che đi một phần này thôi chẳng hạn. Chúng ta chỉ cần che đi khoảng 3 4 cây nến giờ cuối cùng, 3 4 cây nến ngày 15 phút à 15 phút cuối cùng. Uh, thì mình nhìn thấy dòng diễn biến như nào đầu tiên đấy là có một đáy rất là sâu đã tạo cách đây khoảng uh, 2 tuần chưa đến 2 tuần uh, sau đó thì là một pha backtest lần thứ hai có sự mở gap của đầu phiên nhờ những thông tin mà mình thấy rằng là có phần có lẽ là không ảnh hưởng quá là nhiều đối với đa số nhà đầu tư nhưng uh, mở gap uh, và sau đó thì thông tin xấu gần như là sáng tỏ có phần sáng tỏ vào cuối phiên uh, sáng đầu phiên chiều Uh, sau sau đó cuối cùng đấy là những sự phản ứng mà mình thấy rằng là một cây nến rút chân vào lúc uh, 13 giờ 15 phút ngày hôm nay thì với một phản ứng như vậy thì đáng nhẽ đáng nhẽ thị trường đã phải khỏe rồi, nghĩa là có có một cái lực bật mình thấy rằng là mạnh mẽ hơn rất là nhiều trong phiên chiều. Uh, thì đấy là một phản ứng mà chúng ta chờ đợi, kể cả bên phía phái sinh mình kỳ vọng rằng như vậy. Thế nhưng uh, phản ứng này không xảy ra. Uh, và cái sự phản ứng cái lý do tại sao thì chúng ta có thể sẽ chia ra mà làm hai lý do à, thứ nhất đấy là cái dòng tiền trong thời gian vừa qua vốn đã không ưu ái gì nhiều à, bên phía thị trường phái sinh rồi à, cái điểm thứ hai đấy là những cái sự liên quan đến cái vụ FLC này dường như vẫn chưa quá rõ ràng nghĩa là cái hậu quả à, đến một số cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn tỷ trọng cao trên các chỉ số dường như chưa rõ ràng à, và đây là một cái sự cản trở rất là lớn trong việc đấy là nhà đầu tư ở Việt Nam nhà đầu tư bên phía thị trường cơ sở Vẫn chưa sẵn sàng giải ngân đua lệnh Ở bên phía phiên chiều, Đáng nghĩa trong những cái phản ứng kiểu dạng như vậy Thì có thể chỉ số đã uh, quay trở lại hồi phục và tiệm cận Thậm chí có thể lên đến những vùng gần lấp gáp Ví dụ như là vùng khoảng 1490 cho đến gần 1500 điểm uh, Như vậy rõ ràng phản ứng trong phiên chiều này Có thể là không quá mạnh mẽ uh, Tuy nhiên cái, cái việc mà chúng ta uh, Theo dõi chỉ số có thể chỉ là một diễn biến Mà mình thấy rằng là có, có tính tham khảo mà thôi uh, Chứ còn thực chất với cái trạng thái của thị trường hiện tại thì mình vẫn ưu tiên trước giờ chúng ta vẫn ưu tiên chúng ta vẫn nói à, trong ngắn hạn thì chúng ta kỳ vọng rất là nhiều vào à, các cổ phiếu thuộc nhóm mid cap, thuộc nhóm small cap nhiều hơn, các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ hoặc có thể là các các cổ phiếu thuộc nhóm blue chips nhưng với mức vốn hóa ở ở phía dưới top nhỏ hơn chẳng hạn như khoảng 20 30 nghìn tỷ à, mà không phải là các cổ phiếu blue chips thuộc nhóm bất động sản như kiểu Vic Fin Homes, VRE hay là các cổ phiếu blue Chips thuộc nhóm ngân hàng như là Vietcombank, BID, CTG vân vân, à, chúng ta không kỳ vọng tại các cổ phiếu blue Chips như vậy. Cái lý do sao? Tại vì thứ nhất đấy là à, chúng ta vẫn khẳng định lại thứ nhất đấy là cái pha hồi phục hiện tại của thị trường thì vẫn mang nhiều tính tiết cung, đúng không ạ? À, vẫn, vẫn mang nhiều tính tiết cung, vẫn mang nhiều cái tính đó là hồi phục dạng thanh khoản thấp và thấp hơn rất là nhiều so với giai đoạn cái đây khoảng 2 đến 3 tháng. Hồi phục thanh khoản thấp có phần hơi dướn và cùng với đó thì mình nhìn ra một điểm là cũng có những mặt tích cực chẳng hạn như thông tin xấu đã qua những cái sự những cái biến cố về nga ukraine thì dường như cũng đã qua rồi nhà đầu tư quốc tế nhà đầu tư việt nam chúng ta cũng đã dần có lẽ cũng đã dần quen làm quen tập làm quen đối với những thông tin xấu thì như vậy và nếu như không có tin xấu hơn nữa chẳng hạn như những đe dọa về hạt nhân Uh, thì có thể chỉ số sẽ không còn thị trường có thể không đón nhận được những thông tin uh, xấu hơn nữa. Uh, tuy nhiên uh, người tính không bằng trời tính đúng không ạ? Trong sáng nay chúng ta lại có thông tin xấu. Thế nhưng uh, thông tin xấu này có thể chúng ta sẽ chúng ta phân tích tiếp. Uh, thế nhưng trở lại với chiến lược và cũng như lý do sao mà thị trường sẽ phân hóa trong thời gian tới thì thứ nhất là về tiết cung, thứ hai là hơi dướn uh, và dòng tiền có sự hạn chế. Hạn chế thì thứ nhất là chỉ số thì cũng sẽ khó bứt. À, và cùng với đó thì cũng sẽ không đủ tiền thực sự không đủ tiền để chúng ta đẩy những cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng à, có sự tăng trưởng mạnh mặc dù rằng à, cái sự kỳ vọng về cái nhóm khi mà chúng ta phân tích về cái số liệu ấy chẳng hạn như bên phía FinPro thì ngày hôm trước thì họ cũng đã có đưa số liệu đưa ra à, trong đó một báo cáo về chiến lược trong đó có, có cái sự kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận cho năm sau thì cái ngành về tài chính là Uh, có sự kỳ vọng về tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhiều so với những ngành phi tài chính. Uh, thế nhưng nhóm ngân hàng thực sự trong cái bối cảnh hiện tại chúng ta thấy rằng là không không đủ tiền để tạm thời không đủ tiền để đẩy lên uh, và vì vậy chỉ đủ sức để đẩy thuộc nhóm Micap và thôi và tại sao nhóm Micap chúng ta vẫn có sự kỳ vọng thì đấy là sự kỳ vọng của cái kết quả kinh doanh quý 1 đấy là cái sự kỳ vọng về cái sự đột biến có thể sự đột biến của quý 1, sự đột biến về cổ tức, sự đột biến về kế hoạch kinh doanh của 2022. Những thông tin tốt rồi là những sự lời hứa, những lời hứa vân vân, những thông tin rất là nhiều những thông tin mà chúng ta có thể kỳ vọng được trong cái quảng doanh của quý 1 thì khi mà thị trường giữ được hỗ trợ tạm thời giữ được hỗ trợ tạm thời duy trì được một cái đà tăng về mặt dài hạn thì chúng ta sẽ nhìn cái kỳ vọng của quý 1 vào vào một cái góc nhìn mà mình thấy rằng là tích cực thì cái sự kỳ vọng này có thể duy trì được trong vòng hai ba tuần tới thì với thị trường chứng khoán thì là thị trường của kỳ vọng à, cho nên sự kỳ vọng vẫn còn những thông tin xấu thì có thể đã ra được gần hết rồi à, do đó thì chúng ta vẫn sẽ ưu tiên giao dịch cổ phiếu nhiều hơn thì cá nhân mình nhìn thấy là rằng là như này mặc dù rằng thị trường có thể phản ứng xấu và xung quanh vùng một bốn À, mặc dù rằng có thể sẽ có những sự lình sinh xung quanh vùng chỉ số hiện tại à, Nhưng à, đối với chiến lược thì chúng ta vẫn phụ thuộc và vẫn tập trung nhiều hơn vào cổ phiếu thì Sự phân hóa này cũng thể hiện rất là rõ trong phiên của ngày hôm nay đúng không ạ Mình nhìn thấy rằng mặc dù rằng thị trường điều chỉnh thậm chí có thể lên đến 300 cổ phiếu điều chỉnh à, Thế nhưng vẫn có 19 mã trần à, Và những cái sự đột biến này lại vẫn tập trung ở những cổ phiếu khỏe trong thời gian trước Khỏe và mid cap nhé. Còn những cổ phiếu mà kiểu dạng khỏe hơn so với mặt bằng chung như là blue chip thì lại lình sinh Uh, siêu dân khỏe như uh, Midcap chẳng hạn, chúng ta có một số ví dụ như là uh, FRT rồi Digi World uh, rồi là PET thuộc nhóm bán lẻ, rồi là các cổ phiếu khác như là Vĩnh Hoàn, chúng ta thấy rằng là ASM uh, một loại cổ phiếu thuộc nhóm uh, thủy sản đúng không? Tức là với ASM với Vĩnh Hoàn uh, thì mặc dù rằng đã tăng thậm chí tăng mạnh, tăng trần trong vài phiên trước, nhưng dòng tiền một lần nữa vẫn tập trung rất là nhiều vào các cổ phiếu này. Có thể thấy rằng đấy là cái dòng tiền điên này. À, thì dường như chả, chả quan tâm gì nhiều đến thị trường đúng không chúng ta thấy rằng là không quan tâm nhiều đến thị trường thì quan tâm đến góc độ đấy là cổ phiếu này có tốt không còn dư địa tăng không kể cả đối với vĩnh hoàn chúng ta thấy rằng là vẫn còn tương đối nhiều dư địa tăng về góc độ cơ bản và định giá à, và cùng với đó à, thì là một số cổ phiếu thuộc nhóm Blue Chips trong thời gian đây chúng ta có đề cập đến thì đối với thủy sản chúng ta đã đề cập đến cách đây khoảng 3 tuần rồi với sự kỳ vọng với những cổ phiếu nào khỏe à, thì mình đã đề cập đến vĩnh hoàn đến đề cập đến ASM à, thì à, sau đó đến phiên trước của tuần trước của của một hai tuần trước đây thì mình có đề cập đến cái nhóm thứ hai đấy là nhóm sẽ được giải ngân trong ETF VN Diamond đúng không ạ? Nghĩa là uh, trong đầu năm nay từ đầu năm nay chúng ta huy động được một số lượng vốn uh, từ Thái Lan, từ Đài Loan với Thái Lan thì chúng ta huy động đến có những quỹ huy động được đến khoảng kỳ vọng huy động được khoảng 5 đến 6 nghìn tỷ uh, cho cho đến uh, 2 3 nghìn tỷ và sau đó giải ngân một phần rất là lớn vào các ETF mà uh, phần lớn nhất thì đấy là VFM, VN Diamond Và với VN Diamond thì có mức tỷ trọng rất là cao Ví dụ như MWG tỷ trọng rất là cao tại đây là khoảng 15% FPT, PJ đây là một trong những cổ phiếu Một trong ba cổ phiếu có mức tỷ trọng giải ngân cao nhất Thì với MWG đến phiên của ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là Đã có xuất so phát tín hiệu rồi đúng không? Chúng ta đã có những khuyến nghị trong việc là giải ngân xung quanh cận dưới rồi Thì bắt đầu bật lên, bắt đầu tiệm cận gần trên Uh, thì uh, trong những phiên tiếp theo thì thực ra cũng không phải là không có cơ hội đâu ạ ví dụ như đối với fpt uh, tương tự như vậy chúng ta vẫn kỳ vọng vào những phiên điều chỉnh nhiều hơn uh, hạn chế mua đuổi thực sự với những cổ phiếu blue chips uh, như mlg chẳng hạn thì có thể sẽ có những sự dao động xung quanh vùng 145 bốn uh, trong phiên ngày mai hiện tại trong ngày hôm nay thì không tăng trần đúng không ạ tại ngày hôm nay thì không trần ngày mai sẽ có những khó khăn nhất định ở xung quanh cái vùng này có thể là một cây nến cân bằng một cây doji hai cây doji tuy nhiên khi mà chúng ta xem xét thứ nhất là giá không điều chỉnh sâu ví dụ như là không vi phạm vùng một bốn bốn mươi xin lỗi là vùng một bốn mươi trong ngày mai rồi là thanh khoản trong những phiên lình xình ở mức rất là thấp hoặc là nền giá ổn định nến bóng nến các thứ không không dao động quá là cao à, thì đấy sẽ là những cơ hội trong việc là chúng ta có thể xem xét thực sự thì với nhóm bán lẻ À, mà đặc biệt tại đây mở thì mình vẫn ưu tiên giao dịch trong khoảng thời gian rất là dài vừa qua và đến thời điểm tại thì mới bắt đầu có được mức lợi nhuận trong có lẽ trong vòng 6 tháng trở lại đây thì mới bắt đầu có lợi, lợi nhuận. À, không tính cái sóng tăng trước đây của năm 2021 à, thì MGL cũng đã dao động đến 4 đến có thể đến 4 năm tháng thì mới bắt đầu mới có tình trạng đấy là giá bắt đầu tiệm cận trở lại vùng 1 4 năm, à, cách đây 4 tháng rồi thế thì uh, trở lại với các chỉ số đúng không ạ chúng ta đề cập đến một cái vấn đề thứ nhất đấy là chỉ số có sự phản ứng xấu phản phản ứng không phải xấu nhưng phản ứng có phần là hơi yếu xung quanh vùng đấy là vùng hỗ trợ 1480 bốn uh, thế nhưng uh, có hai lý do uh, mà mình đề cập đến có thể là lý do tại sao thứ nhất liên quan đến cái bối cảnh cái sự nội lực của thị trường thì nó vẫn tập trung nhiều ở các cổ phiếu mid cap rồi À, và cái điểm thứ hai đấy là những cổ phiếu có liên quan đến FLC thì uh, lại là những cổ phiếu có mức vốn hóa quá cao. Uh, chẳng hạn khi mà chúng ta xem xét cái sự điều chỉnh của STB trong ngày hôm nay ấy, thì mặc dù rằng cổ phiếu chưa sàn đâu uh, nhưng nhưng cái mức đóng góp đối với sự giảm điểm của chỉ số VN30 nó lên đến 3,5 điểm. Uh, hình như còn đối uh, đối đối với chỉ số à, và đối với chỉ số VN Index uh, thì cái mức đóng góp theo chiều chỉ số giảm cũng có mức đóng góp đối với BID là khoảng 2 điểm, đối với STB là 0,8 điểm vân vân thì đây là ờ, những cổ phiếu có sự ảnh hưởng thì với OCB và BID ờ, thì họ cho vay và và thế chấp với cổ phiếu LLC với giá 10 còn với STB Uh, thì uh, cho vay FLC ở mức khoảng là 2.800 tỷ Trong đó bao gồm 1.800 tỷ là của FLC uh, Từ 700 cho đến 1.000 tỷ là của cá nhân của ông Trịnh Văn Quyết Và được thế chấp bởi uh, Thì cái này quan trọng thì đấy là thế chấp bởi bất động sản của FLC uh, Và 167 triệu cổ phiếu BAV Thì BAV thì chưa lên sàn đúng không ạ? Nhưng uh, cái thứ nhất là như này uh, Về uh, cái xét trên cái tỷ trọng của dư nợ thì nó chỉ chiếm khoảng 0,7% thôi. À, và cái thứ hai đấy là thế chấp thì luôn ở mức khoảng 200%. Cho nên cái sức ảnh hưởng đối với STB về mặt có thể phải giải chấp thì à, cũng cũng như là những lo ngại về giải chấp thì có thể không quá cao nhưng nó sẽ ảnh hưởng có thể là những trong thời gian tới trong việc là xin tăng trưởng tín dụng và vân thì nó nó cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta có thể sẽ phải xem xét trong việc là ảnh hưởng đối với STB. Uh, trong ngắn hạn trong trung hạn trong dài hạn uh, do đó đối với nhóm ngân hàng thì cá nhân mình khuyến nghị rằng đấy là nếu chúng ta vẫn đang nắm giữ thì có thể sẽ không phải không đến mức phải bán hoảng loạn ngay trong những phiên kiểu dạng như thế này uh, sẽ có những nhịp hồi thực sự sẽ có những nhịp hồi uh, và đấy sẽ là những thời điểm chúng ta xem xét trong việc là chúng ta nên nắm giữ hay không. À, tuy nhiên nắm giữ thì nếu như nắm giữ thì trọng cao quá thì cũng không nên thực sự nhóm ngân hàng chúng ta đề cập đến là trong ngắn hạn thì vẫn chưa chưa phải là giai đoạn của nhóm ngân hàng sẽ còn là giai đoạn lình sinh, à, rồi là những giai đoạn có thể là điều chỉnh tìm nguồn cầu trong thời gian tới à, và do đó để mà sống sót ở trong những giai đoạn rung lắc thì có thể sẽ duy trì mức tỷ trọng nhỏ thôi. Còn đối với nhà đầu tư chúng ta đang nắm giữ đang cầm tiền thì nên làm gì? À, thì cá nhân mình khuyến nghị rằng chúng ta vẫn tiếp tục quan sát giải ngân thì thực ra cơ hội ở các nhóm khác vẫn nhiều hơn rất là nhiều mà à, nếu như không muốn đua tại nhóm đạm, tại nhóm hóa chất, tại bán lẻ thì có thể như diamond như chúng ta có đề cập đến rồi à, FPT, PNG, một G, đấy là blue chips. Nếu không muốn giao dịch blue chips thì chúng ta giao dịch sang các cổ phiếu mid cap hơn. À, mình nhìn thấy rằng nhóm cao su, bất động sản khu công nghiệp cao su thì cũng đã có những tín hiệu cải thiện à, DPR rồi là phước hòa. Uh, thì cũng là một trong những lý do tại sao thì đây đây là bất động sản khu công nghiệp uh, thì bất động sản khu công nghiệp trong năm nay được kỳ vọng cái mức tăng trưởng lợi nhuận rất là cao đến hơn một trăm hai trong khi đó thì nhóm cảng hàng không uh, và hàng không nói chung thì cũng sẽ kỳ vọng có sự hồi phục cao nhưng lý do tại sao chúng ta không nên ưu tiên giao dịch thì mình cũng đã đề cập đến rồi trong trong cái buổi cách đây khoảng 2 tuần chúng ta đề cập đến nhóm ngành hàng không uh, trong đó sự hồi phục là có nhưng cái mức số số cao như này 400% như thế này chẳng qua là dựa vào con số rất là nhỏ của 2021 và cái điểm thứ hai đấy là cái định giá thì dường như sự phục hồi này đã có phần phản ánh rất là nhiều vào giá cổ phiếu của Fitjet rồi là của HVN và cái điểm cuối cùng cái điểm thứ hai, cái điểm thứ ba gì đó thì thì đó là những cái sự khó khăn trong giá nguyên vật liệu trong thời gian ở đây cụ thể tại đây đấy là giá nguyên liệu giá dầu giá Uh, nhiên liệu hàng không. Uh, trước đây thì cái tỷ trọng uh, trong uh, doanh thu của những doanh nghiệp hàng không tỷ trọng về uh, uh, chi phí nhiên liệu nó chiếm chỉ khoảng cỡ 50 cho đến 60% thì hiện tại đã tăng lên đến trăm và có thể sẽ tăng cao hơn nữa cho 2022. Uh, thì những khó khăn thì vẫn còn, những thông tin nó ảnh hưởng về mặt tiêu cực thì là có uh, và do đó thì mặc dù hàng không kỳ vọng hồi phục mạnh nhưng sự hồi phục này phản ứng tương đối nhiều vào giá và có những khó khăn có thể khiến cho nhóm hàng không chúng ta chưa thể đầu tư được tuy nhiên bất động sản công nghiệp thì vẫn có những cơ hội tại đây đúng không ạ một số cổ phiếu mà chúng ta đã đề cập đến rồi xây dựng thì cũng có, có khó khăn nghĩa là hậu dịch bệnh thì sẽ bắt đầu xây dựng bù gần như kiểu mua sắm trả đũa ấy. nhưng mà uh, sẽ là giá nguyên vật liệu tăng cao sẽ khiến cho biên lợi nhuận uh, giảm rồi là ngành xây dựng như chúng ta như nếu chị chúng ta có quen thuộc thì mình nhìn thấy rằng cái sự cạnh tranh ở trong nhóm ngành xây dựng này là sự cạnh tranh rất là lớn. Mặc dù cổ phiếu thì các anh khỏe, các anh kéo, ok. nhưng để mà gọi là hấp dẫn về mặt doanh nghiệp về mặt định giá thì có thể sẽ hơi sẽ hơi khó khăn. CDD thì dĩ nhiên là về giá trị sổ sách thì nó sẽ khiến cho cổ phiếu có thể có những cái sóng tăng đối với Hòa Bình thì có thể sẽ gây dựng nên những con sóng nhưng cá nhân mình thấy rằng có thể chưa, chưa hấp dẫn cho những năm sau. Thì nói chung để tổng kết lại, để tổng kết lại thì cái sự ảnh hưởng đối với những thông tin gần đây uh, thì nó ảnh hưởng đến một số nhóm cổ phiếu. À ngoài ra còn một cái điểm nữa đấy là đối với nhóm chứng khoán thì có bị ảnh hưởng không? Thì uh, trong cái sóng nếu anh chị chúng ta có nhớ thì tháng 1 năm nay đây không phải là sóng đầu tiên liên, liên quan đến anh chị Văn Quyết đúng không ạ? Trong tháng 1 năm nay chúng ta đã có một vụ đấy là anh Quyết bán trộm rồi và anh bán trộm 68 triệu cổ phiếu. Uh, sau đó thì uh, sau khi bán trộm xong thì anh bị khóa tài khoản, khóa tài khoản thì không đỡ được và cũng như gây ra một cái làn sóng hoảng loạn rất là mạnh ở trên thị trường chứng khoán bao gồm cả các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản khu bất động sản đầu cơ và cái nhóm thứ hai đấy là nhóm chứng khoán thì chứng khoán tại sao lại điều chỉnh? tại vì chúng ta sợ rằng nhóm này bị giải chấp hoặc là nếu như bán cái tình trạng như ví dụ như là cũng không, không phải giải chấp mà ít mình muốn nói tại đây là có cái dư nợ tại nhóm cổ phiếu thuộc uh, cái hệ, hệ sinh thái FLC này uh, và không giải chấp được cho nên là có thể sẽ phải giải chấp và lan sang các cổ phiếu khác thậm chí là có thể là sẽ bị thiệt hại tại đây uh, thế nhưng uh, thứ nhất là về dư nợ về margin trong thời điểm đó thì quá cao rồi không 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 cao rồi nghĩa là mức tương đối thấp rồi uh, mà chủ yếu cá nhân mình cho rằng đấy là sóng chứng khoán đã có được cái sự khá là dướng của nó trước đấy và nó chỉ là một cái giọt nước làm tràn ly thôi. À, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì mình nhìn thấy rằng cái dư nợ của nhóm hệ sinh thái thuộc nhóm LC nó không còn quá là nhiều nữa. À, thế nhưng vẫn bị bán thì có thể là một cái tình trạng gọi là chim sợ cánh cong, nghĩa là thông tin của anh quyết trước đây uh, ra phát thì nhà đầu tư chúng ta bán tháo một lần rồi, lần này sợ cũng sợ cũng bán tháo thêm lần nữa. À, thế nhưng uh, có thể hôm nay thì cũng không sàn đâu. Và còn một cái sự hoảng loạn gây ra sự hoảng loạn đấy nữa thì đấy là À, có tình trạng một số cổ phiếu bị thủng đáy trước cách đây được tạo dựng cách đây khoảng khoảng một hai tuần và tạo ra một cái đào bán tháo tuy nhiên cá nhân mình cho rằng là cái sự điều chỉnh này có thể sẽ không kéo dài quá là nhiều à, đối với nhóm chứng khoán thì cũng có thể xem xét trong tình trạng nếu như các phiên sắp tới phản ứng tốt với xung quanh vùng đỉnh cũ à, xin lỗi là vùng đáy cũ này thì anh chị chúng ta có thể xem xét tham gia được à, thế nhưng đối với nhóm ngân hàng thì uh, thứ nhất là không có sự ủng hộ của Uh, vốn hóa sự ủng hộ của dòng tiền sự ủng hộ của thông tin thì chưa rõ ràng cho nên có thể sẽ duy trì một uh, cái tâm lý thận trọng nhưng với mid cap với small cap câu chuyện là từng cổ phiếu kỹ thuật của từng cổ phiếu nếu cổ phiếu khỏe chúng ta hoàn toàn có thể tham gia được và nên canh những nhịp điều chỉnh chỉ số thì sẽ có lẽ có thể chúng ta sẽ không kỳ vọng quá là nhiều vào việc là chỉ số có thể giữ được một cái mốc nào đó Trước đây chúng ta có một cái nhận định, trước đây mình, chính xác mình không phải chúng ta uh, Mình có một cái nhận định rằng chỉ số có thể sẽ giữ được cái vùng, đấy là vùng mươi uh, Với sự kỳ vọng rằng thứ nhất, đấy là thông tin xấu thì qua rồi, chúng ta sẽ có những sự kỳ vọng cho quý 1 vân vân Nhưng một lần nữa thì trời tính thì uh, mạnh hơn rất là nhiều so với người tính đúng không ạ? thì uh, do đó là thông tin xấu thì vẫn còn nữa uh, nhưng uh, cá nhân mình nhìn thấy rằng đối với chỉ số thì không không nên quá là nặng nề chúng ta sẽ không dựa quá là nhiều vào chỉ số nữa giao dịch nhiều vào cổ phiếu hơn uh, và đó sẽ là cái chiến lược chúng ta xác định cho phiên uh, có thể là trong một tuần tới trong bốn uh, phiên tiếp theo của tuần này uh, nếu chị chúng ta muốn tham gia vào các room của Finasch thì chúng ta có thể nhận tín hiệu trong phiên về danh mục cổ phiếu vân vân thì chúng ta có thể tham gia vào trang finasch vn và phần quản trị và kéo xuống phía dưới thì uh, chúng ta sẽ có uh, cái admin tại đây mình là room của ông Đạt Trương, chúng ta có ông Châu Phạm, ông Huy Bùi, ông Phát Lê. Uh, thì mình ấn vào phần gửi thông tin thì uh, mình sẽ vào room Zalo chúng ta nhận tín hiệu trong phiên uh, rồi nhận chiến lược đầu phiên, nhận chiến lược giữa phiên, nhận chiến lược cuối phiên, thông tin rồi là danh mục cổ phiếu vân vân thì đó sẽ là những cái lợi ích trong việc là chúng ta tham gia vào các room Zalo thì có thể là đối với những buổi livestream uh, thì đấy sẽ là chiến lược tổng kết nhưng để có được cái sự cập nhật uh, trực tiếp Thì mình nên uh, tham gia vào các room của Finastrack uh, Và đó là những điểm mà mình chia sẻ cho cái buổi uh, review của ngày hôm nay Chúc chị có phiên dịch ngày mai thật là thành công Xin chào và hẹn gặp lại